Cái hát chỉ lên phóng lên rồi đi thôi. Chìa khóa để trong xe. Trong cốp xe. Mất đi rồi sao? Công nghệ mới. Tầm máy đi đưa lên nhỉ? Cầm em máy bay này. Đấy. Cầm em máy bay này. Bữa trưa đậu trên nước em vào huy này. Đấy, mình sẽ làm một cái trải nghiệm thực tế. Rất là lâu rồi. Anh em bỏ chuồn chuồn ra chơi. Chưa chơi em này. Em này là lâu lâu thì mang chuồn chuồn ra chơi các bác. Đây là chuồn chuồn ngô. Đây chuồn chuồn. Đây là con này là con chuồn chuồn ngô. Con này là hoàn tất là 50 cả pin là 50 mấy củ quê này. Có 50 mấy củ khoai thôi mà. Gì hả? Mấy củ khoai đây lắp cánh cho em chuồn chuồn này. Chuồn chuồn không cánh thì bay. Sau cơn mưa trời lại nắng. Đấy, người ta bảo là chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì thôi. Bay vừa, bây giờ là bay vừa là thì thôi đấy. Lớn rồi vẫn còn người trò trẻ con. Đấy, người ta mới có câu là đàn ông, à gì? Như nào đối nhỉ? Với mẹ thì không, người ta bảo đồ chơi của đàn ông nó chỉ thay đổi, chứ nó chỉ to lên thôi, chứ nó không bao giờ ấy. Lắp cánh cho chuồn chuồn này. Đồ chơi từ lúc bé là ô tô đồ chơi, lớn lên là chơi chuồn chuồn. Nick này nhiều hộ thế. Ô giật nick của anh ấy nó. Em chia sẻ là mấy hộ rồi. Bây giờ mai nó khoán nick tranh lại thôi. Em chia sẻ toàn nhầm với hộ. Toàn cái chân chăm rau ấy. Mai nó khoán nick tranh lại. Thôi thế thôi nhỉ. Ừ. Thế thôi. Đấy. 1,5 tấn em có nhiều K3000 các dòng anh ạ. 3000 nhá. K3000 từ lẻ 2, lẻ 3, lẻ 4, lẻ 5, lẻ 7, lẻ 8, lẻ 9. Đủ cả anh ạ. Vấn đề là anh mua khoảng bao nhiêu tiền anh Dương Thiết ơi? Em không cần không nói à. Nói để đưa anh. Đưa anh trên nắng mất. Đây. Cổ nhân chuỗi. Thế nào để đậu lên đây em này nhỉ? Bước lên, treo lên. Treo lên đây. Đưa đây anh đưa cho. Cho lên, đừng để nó quay nhá. Quay chém cụt tay ấy. Đấy. Thật sự là em nó cao to quá nên là phải ngước nhìn các bác. Đây. Thử thách trèo lên em Đông Phen. Ừ. Đấy. Em này thì hiện tại đang là em to nhất ở bên em. B190 Hoàng Huy 9 tấn 1. Nhớ anh em chỉnh sửa cho bức ảnh. Ôi, phát nha. Bay rồi. Hơi nắng tí thôi. Trò chơi của đàn ông không bao giờ thay đổi rồi. Nắng quá không nhìn thấy à? Đấy, chuồn chuồn bay rồi. Vâng, cháu Như Ước Hiền. Đạt đang cho đang bay flycam các bác. Trình làng cho anh em chiếc flycam. Công ty em có. Công ty em thì đang vẫn đang sử dụng một chiếc flycam. Úi. Thôi thì anh em chung một chiến tuyến vậy. Nó lên em cũng lên. Đấy. Đấy, chụp bức ảnh thực sự là rất nắng các bác. Thực sự là con chào anh này. Em có dịp năm nay ra giao lưu với anh em nhé. Vâng, ok bác luôn. Bác Ước Hiền, bác ở trong Thanh Hóa. Đá granite thì thường thường là trong Thanh Hóa nhỉ. Có xe nào tầm 200 không? Có anh ơi, 200 có nhiều anh. 200k 2007 có 10 con. K3000 thì cũng có thể tầm chục mẫu. Đây là bãi xe nhà em. Xin chào. Đây, ngồi lại nào. Đấy. Kia là anh em ở xa xa, kia là anh em đang bàn giao chiếc K3000 207 biển 34 về cho các bác ở Lạng Sơn.
Đấy. Ở đây, đây là khung cảnh bãi xe của em. Nói thế thôi, nhìn nó cũng trùng trùng điệp điệp phết đấy. Đấy. Ui, nhìn hùng vĩ vãi trưởng luôn, nhìn này. Đấy. Đấy. Đây. Ui, đếm. Qua hai lượt cam mà không thể nhìn thấy được. Chưa nó nắng quá. Nắng quá đúng không? Chưa nắng quá. Nhìn hùng vĩ vãi trưởng ra. Đấy. Cái này còn 8, ui lên pin xuống pin nhanh quá. Em lùi, em sẽ ghép, cái này sẽ ghép cải phần lai cam à. Đấy. Đây, đây là dãy xe Olin trước mặt các bác, đây là dãy xe Olin đây. Hôm em hay bình luận của bác bảo lâu lắm rồi không thấy báo giá. Dãy xe Olin này thì báo giá. Đây còn hai anh em này đang ngồi trên một em khủng long to nhất bãi. Hoàng Huy. Đây, Hoàng Huy 9 tấn 2. Hà Tĩnh nhé, đang kết con thùng lừng. Nhưng đang gom tiền để ra giao lưu với mấy anh em. Ok anh. Thùng lửng đây, em có mấy mẫu, hai mẫu thùng lửng đây. Hai mẫu màu xanh này, đẹp tuyệt vời, đẹp chống hết luôn. Đấy. Em có, các bác có tin là em đậu được trên con Innova này không? Đấy. Thử thách là đậu con chuồn chuồn kia trên lưng con Innova. Nếu mà đậu lên là nó sẽ không ngừng. Đến gần là nó bị ấy không? Đến gần đậu, nó kêu. Đậu được nhưng mà lại bị xuất phát lại. À. Đấy. Vâng. Rất mong là có một ngày sẽ gặp được bác nhá. Bác Hiền nhá. Kết con biển 4151 á. À đây, 37 đây, 4151 đây. Đây bác. 4151 trước mắt bác đây. Mẫu xe này đời 2012. Đây mấy ba con mẫu mới về, anh vừa đánh đây, anh nói luôn qua luôn. Thế ông trời phù hộ rồi. Mạt quá. Đây ba con mới về thì đây, em đây. Quay luôn từ xa em cho các bác xem. Này. Đây, trước mắt các bác đây là biển 24C05657, trước Kia K165 tải 2,4 tấn đời 2015. Mẫu này đang được chào bán là 301 nhé, 310 triệu đồng và có bớt cho các bác nào thiện chí đến xem xe. Bên cạnh kia là chiếc 14C20587 là K165 đời 2017. Giá đang được chào bán cho cái mẫu xe này là 355 triệu, điều hòa lót sàn đầy đủ nhé. Đang kiểm dài đến tận tháng 7 năm 2022. Con này em vừa mới đăng kiểm hôm qua. Đấy, giá thì vẫn có vớt cho các bác nhé. Còn chiếc bên cạnh kia là 20C, chiếc thứ 3 ở bên kia xa xa kia. Đây, chiếc này là 20C01967. Chiếc này thì đời 2012, giá đang được chào bán là 235 triệu đồng. Thế nhưng mà các bác thiện chí thì có vớt sâu, có vớt sâu cho các bác nhé. Bên cạnh kia chiếc màu trắng, màu trắng không biển, K165217, hồ sơ cầm tay. Đấy, xe đẹp không lỗi. Giá đang được chào bán là 355 triệu đồng. Bên cạnh một chiếc nữa là 37F35224, chiếc K3000 đời 2010, thùng dài 4m1. Đấy, giá đang được chào bán là 235 triệu đồng. Đấy, và hôm qua em mới về một mẫu nữa, nó dưới chân em đây. Chiếc này. Chiếc này là biển 89. Cũng thùng dài 4m1 nhé. Thùng dài 4m1 thì tí em sẽ quay chi tiết cho chiếc này cho bác. Đời 2011. Giá đang được chào bán là 245 triệu đồng. Đấy. Cho các bác, điều hòa lót sàn đầy đủ đối với xe nhà em. Đây là toàn cảnh bãi xe nhà em. Đấy, flycam nó đang bay vè vè như con chuồn trên đầu. Đấy, ngoài ra thì còn có một số mẫu Olin. Đấy, Olin thì có từ Olin 350. Anh đẹp trai bên cạnh này nhá, cũng bán nốt nhá. Chị nào mà trồng quả trồng chê đấy thì về đội em. Đấy, thanh lý hết các bác ạ. K3000 thì còn rất nhiều bác ạ. Đấy. Người ta bảo là cầm vàng thì còn sợ vàng rơi. Đấy. Lấy chồng tài xế đời đời ấm lo. Đấy, lấy chồng bán xe đời đời thua thiệt thôi. Mẹ cha cho bạc cho vàng. Không mà lấy được một chàng Thái Nguyên. Đấy, thấy chưa? Đấy, quay các góc độ. Đây con sáu bác đỏ kia bán luôn nhá. Đây con sáu bác đỏ bán luôn. Đấy, bán hết. Có cái còn cái gì không bán? SH cũng bán. SH cũng bán. Đấy. Đây. Con ở đang ở cổng vào, các bác thấy một con xe đang di chuyển vào kia chưa? Đấy là chiếc Kia K3000 đời 2007 vừa mới về cho bác chủ ở Lạng Sơn. Bác vừa đi thử này. Đây. Đây, K165 màu vàng có. K165 màu vàng kia. Vàng kia. Kia kia. Nó đang ở cái góc hơi khuất. Đây, K165 màu vàng nó vẫn còn anh ạ. K165 màu vàng vẫn còn nguyên, chưa bán. Chưa gặp được bác nào hợp mệnh màu vàng.
Đấy. Em sẽ gặp chờ một bác hợp mệnh màu vàng rước em nó đi. Giống như bác trước đây bác ấy rước em màu đỏ K165 của em. Đấy. Cái lúc mà chưa bán ấy thì không ai hỏi, lúc bán rồi thi nhau hỏi màu đỏ với màu vàng. Đấy. À, mình điểm danh đi nhỉ, hôm nay báo giá mình điểm danh từ trong ra ngoài đi cho các bác đấy nắm được cái tình hình giá cả tháng 7 này. Tháng 7 này thì có đầu tiên là em xin đừng hôn em. Đấy, xin đừng hôn em. Ở mộ xa đằng xa kia là một chiếc Kia K2007 đời 2013. Giá thì đang được chào bán là 225 triệu đồng. Điều hòa lót sàn đầy đủ nhá. Và giá có bớt nhá. Bên cạnh nữa là một em 37C4151 kia là em thùng lửng đời 2012, giá đang được chào bán là 235 triệu đồng, có bớt. Còn em bên cạnh kia nữa, em Thành Nghiệp kia là chiếc K3000 siêu chất đời 2013 nhưng mà giá cực kỳ cao. Giá dành cho những bác yêu cái đẹp và giá không hề rẻ. Giá 255 triệu đồng. Điều hòa lót sàn đầy đủ. Bên cạnh kia nữa là một chiếc em Orlin màu trắng biển 24 màu vàng kia. Đấy, thùng kín. Giá đang được chào bán cho cái mẫu này là bao nhiêu nhỉ? 330 triệu đồng. 330 triệu đồng cho bác nào thiện chí. Đấy. Đẹp, long lanh luôn, gương cao kính điện đời 2017 nhá. Khám dài, gương cao kính điện. Đấy. Bên cạnh em đấy là một em Orlin 345 tải 3,49 tấn đời 2019, giá đang được bán là 310 triệu đồng cho bác nào thiện chí. Đấy. Bảy xa lắm rồi. Ô, em flycam đi đâu rồi? Tiến đằng xa kia. Ra cánh đồng rồi. Ôi giời ơi. Cẩn thận tí ấy, bắt anh đi ra nhặt. Không, bây giờ trình lái cái flycam nó lên rồi. Kia 215 giá bao nhiêu? Kia 215 là anh hỏi con gì nhỉ anh nhỉ? Con K165 215 hay là con K190 ạ? Thì em có hai ạ. Em hợp mệnh mà chưa đủ tiền. Hợp mệnh mà chưa đủ tiền có thể làm trả góp anh nhá. Hợp mệnh chưa đủ tiền chúng ta làm trả góp thoải mái. Bây giờ bên em lại hỗ trợ trả góp rồi. Hỗ trợ cho các bác nào ở cách Thái Nguyên 100 km thì đang có hỗ trợ trả góp. Đấy, các tỉnh giáp Thái Nguyên là có thể hỗ trợ trả góp được. Cứ tỉnh nào giáp danh với Thái Nguyên là có thể hỗ trợ trả góp được nhé. Tỉnh giáp Thái Nguyên là gì nhỉ? Giáp Thái Nguyên là có Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Cạn. Đấy, là bên kia là Tuyên Quang, Vĩnh Phúc. Đấy. Đấy là những tỉnh có thể hỗ trợ được. Còn tỉnh các tỉnh xa hơn một chút thì các bác tự liên hệ với ngân hàng bên mình vẫn có thể làm trả góp được. Đó. Đấy. Có bác nào có câu hỏi nào không? Có câu hỏi các bác bình luận ở bên dưới để anh em sẽ trả lời các bác. Rồi chút nữa em sẽ đi báo giá từ con Kia K250 đời 25. Anh ơi làm gì có con nào là K250 đời 215 anh? 250 đời 215 thì không có anh ạ. K250 nó chỉ có đời từ 2018 trở lên anh ạ. Sắp về một con K250 đấy. Em sắp về một con K250 đời 2019 nhé. Mở năm bưởng nhé. Xe đẹp, hồ sơ cầm tay, giá đang được hy vọng chào bán cho em đấy là 385 triệu đồng. Đấy. Bác Hoàng Phúc ở Hà Nội thoải mái bác nhé. Hà Nội làm được nhé. Hà Nội em làm được trả góp nhé. Đấy, Hà Nội có thể làm trả góp. Đấy. Đấy. Phú Thọ trả góp, Phú Thọ thì nó xa Thái Nguyên quá anh ạ. Phú Thọ anh của em làm được. Phú Thọ thì nó hơi xa Thái Nguyên. Nhờ ông anh của em. Đấy, Phú Thọ thì phải nhờ. Em phải nhờ người. Nhưng mà bác thiện chí mua mà xe với tầm chất tài chính khoảng 300 trở lên thì em vẫn có thể hỗ trợ nhé. Đấy. Có bác nào mà có ý định cưới em Đông Phen mà em đang ngồi trên nóc này thì cũng liên hệ ngay với số điện thoại của đội ngũ tư vấn. Đấy. Nói chi tiết về em Đông Phen này đi. Em Đông Phen Hoàng Huy mà em đang cưỡi trên nóc đây. Đấy, em đang ngồi trên nóc đây này. Em này thì đúng là gọi là nó quá là siêu chất. Đời 2017 nhưng đăng ký tháng 8 2018. Đấy. Em này thì máy B190.
Kia K250 trả góp tối thiểu trả trước bao nhiêu tiền? Đại khái là sẽ phải trả trước 100 anh nhé. Tầm 100 gì đấy. Khoảng 100 anh ạ. Em phải bỏ ra ít nhất là 100 triệu. K250 ít đấy. Đấy. Trước mặt đây là anh Ngọc Hàn đến từ Cự Đồng, Thanh Sơn, Phú Thọ. Anh mang số báo danh 19. Đấy. Đang lái con Suvian cách U45. Su31 nhãn hiệu VN45. Anh có con chuồn chuồn đấy. Em có thùng dài 4m1 giá bao nhiêu đời? 207 đến 211. Đón em này là. Có em thùng dài giá bao nhiêu? Hay thùng dài 4m1 thì em có đời từ 2010 đến em có một em 2010 và hai em 2011 anh nhá. Anh thì đón á. Ra đây, ra gì đây? Anh đón cho. Ôi giời, cầm ở dưới thôi. Cầm ở dưới bụng gì? Ok, ra đây. Đấy, siêu cảnh K250 trả tiền ngay là 380 triệu. Ui, ra lại gần đây. 385 triệu. Hả? Còn đến được đâu? Gần đâu? Ừ, hạ xuống. Hạ thì chẳng hạ xuống tay anh này. Hạ xuống. Sao tôi càng ngày nó càng xa thế hả em? Các bạn ạ, quang cảnh bắt chuồn chuồn. Em quay cho, đưa em quay cho. Đấy, lái đi, cứ lái đi. Để em lái cho. Cảm biến, cảm biến. Ơ, tắt, cảm biến rồi mà. Sao nó nói được anh nhấn lên đấy thì. Nó sao mà bắt được rồi. Được chưa? Rồi. Sao để em tắt, tắt đi kiểu gì nhỉ? Tắt đi. Từ từ từ, chưa tắt đâu, chưa tắt đâu. Đó, vẫn giữ nguyên đây, nó mạnh khỏe quá. Rồi. Ok, ok. Nó chuồn chuồn thành công. Nó khỏe dã man luôn các bạn. Nó thổi nghiêng bên nọ, nghiêng bên kia. À, đưa đây để anh live stream tiếp nào. Đấy. Anh em phải đón em đấy. Ok anh Phúc nhá, chút nữa thì em sẽ bác nháy em xin số để ok bác, chút nữa thì em gái của em nó sẽ gọi điện cho bác nhá để tư vấn cụ thể trước K250 đấy nhá. K250 đấy đang trên đường ra, đang trên xe lồng ra ngoài này. Bác Điệp Việt bác hỏi một con lãi bao nhiêu ạ? Một con thì nhà em thường thường lãi khoảng độ 70 triệu, 70 triệu một ngày bán 4 con, 4728 một ngày được 280 triệu. Nhân với 280 triệu nhân với 30 ngày tháng 9 tỷ. Em làm một năm là được 90 tỷ thôi nghỉ thôi nhỉ. Bán làm gì nữa? 180 tỷ. Nói là nói đấy là nói theo kiểu anh Kiên Civic thôi. Đấy là nói theo kiểu anh Kiên Civic thôi chứ còn thực ra thực tế đây bán xe quần con đang rách đít đây. Quần đây bác đấy, quần con đang rách đít đây. Chết rách đấy. Lấy đâu ra mà lãi nhiều thế anh? Làm gì mà lãi thế? Em tính hơi rốt rốt nhưng mà một con chắc con nào giỏi thì được 10 triệu. Còn không 5-7 triệu chưa tính mấy con lỗ đang cắt lỗ dàn Taco Towner kìa. Đấy, bác nào mua Taco Towner 9 tạ 7 tạ thì anh em đang cắt lỗ. Đấy. Xuống đi, bảo Hàn đỡ cho, đứng đấy bảo Hàn đỡ cho. Anh đưa cho. Đấy. Em đang cắt lỗ dần cô tao nơ kìa. Lỗ không có ai tính được đâu. Lãi thì mọi người nhìn thấy. Chút em xem thùng dài 4m1 nha. Ok anh. Chút em, anh để lại số điện thoại đi. Anh để lại số điện thoại đi, tí em tư vấn cho. Hôm qua em vừa với về một em biển 89 nữa. Cũng rất chi là đẹp, thùng ba vách nhà máy luôn. Bên kia kìa, đá chân sang bên cánh cửa bên kìa. Đấy. Thì anh để lại, anh Dũng Đoàn anh để lại số điện thoại nha. Em tư vấn cho anh. Có một em thùng dài 4m1, một em thùng dài 4m2 và một em thùng dài 4m3. Đấy, nhà em có rất nhiều loại. Dài nhất là 4m3, biển Hà Nội. Còn ngắn nhất là 4m1, biển Hưng Yên. Rồi, ok anh Dũng Đoàn. Đấy, nắng như này thôi nhưng anh em vẫn phải phục vụ tiếp khách các bác. Sáng thì các bác chưa đến thì anh em có thể vẫn phải đi quay đi. Làm mọi việc đến trưa thì 11-12 giờ trưa thì cũng có thể là hơi nắng nhưng các bác đã nhiệt tình đến với salon chúng em thì chúng em cũng vẫn nhiệt tình đấy.
Đấy, các bác có thể trông đến đằng xa kia là anh em vẫn đang tư vấn cho các bác đấy. Không quản trời nắng mưa, anh em vẫn tư vấn. Đây. Đây là anh em sẽ đi báo giá chi tiết từng xe. Tới các bác. Đây, thì mình sẽ báo giá từ bên này. Con xin đường hôn đen này là đời 2013. Đấy, K2007 đời 2013 mới về. Có giá 215 triệu. Con thùng lưỡng này có giá 225 triệu đời 2012. Con đời 2013 này có giá là 255 triệu. Đó xuất sắc. Con thùng kín này là Ocean 500B. Có giá là 330 triệu. 500B đời 2017, đẹp như mới, cam phí dài. Đấy. Em 350 345 này có giá 301 đời 2019. Con K165 này 2016 có giá là 325 triệu. Con biển 25 này có giá 200 vô 200 triệu một tí, đang muốn cắt lỗ. Con biển 34 này 2017 có giá là 285 triệu. Em biển 89K này 2009 có giá là 200 triệu. Con biển 24 này có giá là 265 triệu. Con biển 14 này. Con biển 14 này thì có giá là 265 triệu. Đấy. Con biển 88 này 209K 2007 có giá là 100 con biển 88 này đời 2009 có giá là 165 triệu. Con biển 12 này là có giá là 145 triệu. Đời 2003 mới về. Thùng dài có giá là 245 triệu. 2011 thùng dài. Con K165 2016 này có giá là cắt lỗ 209 2016. Cảm ơn anh Dũng Đoàn. Con biển 34 này. Đấy. Con biển 34 là 2000. Con này thì em chưa biết đời luôn. Con 20C này là 204 tải 1 tấn 7 có giá là 155 triệu. Con biển 21C này 210 175 triệu. Con này thì bác vừa đang bàn giao cho bác đây. Đấy. À, đằng sau này nữa. Đằng sau này là dàn xe cũng mới về. Lâu chưa làm báo giá trực tiếp này. Con 22C này 208 hôm qua mình bảo là nó chất như 215 216 đây. Đi sướng lắm. Con này là 165 triệu. Cảm ơn. K250 sắp đang về, em sẽ gửi chi tiết cho anh nhá. Biển 17 này 2013. Trong phân khúc K2007 2013 đang có em này đẹp nhất, có giá là 225 triệu. Em biển 98 này đời 2011 là 225 triệu. Em 29i này 2003 có giá 145 triệu. Em biển 36 này có giá là 195 triệu đời 2012. Đấy, em thùng kín này 185 triệu đời 2008. Ở góc bên này. Góc bên này. Em biển 97 này. Olin 500B 215 biển 97. Đấy. Những em 215 Olin 500B là 245 triệu. Em này thùng kín. Đấy. Em biển 37C này là 700C 2015. 395 triệu. Em 34C là 350 là 275 triệu. Em 350 đằng sau cũng là 275 triệu. Đấy. Mình lắp ngoài thôi. Đó xe tải quan trọng gì cái đấy? Cái gì? Màn hình. Màn hình. Ừ. Đấy. Cho 75 triệu. Nó 3 mét. Thùng nó dài là 350 lưu. Nó là 350 lưu con kia. Nó dòng lưu. Dòng máy điện. Nó mua xe tàu và... Dòng máy điện.
nó là đời 2018-19, nó là lưu dài là 4m3, con này nó chỉ là dài là 3m7 thôi. Dài đây, dài đây 350 lưu. Đây 345. 345. 345. Nó là Olin 345. Đấy, đấy là thùng dài. Ôi, chết tôi rồi. Không. Bao nhiêu? 3m7 thì nó vẫn là thường máy cơ. Nó vẫn là thế, nó giống con kia. Nó có 1 tấn 2 thôi mà dài 3m7 nhỉ. 1 tấn 2 thì dài 3m7, đấy là K3000. K3000 hoán cải, đời thấp. Là loại xe rẻ đấy. Không phải rẻ, mà xe Kia. Nó là hoán cải anh ạ. Con này đời bao nhiêu đây anh? Con này đời 16 anh. Đời 16. Còn đây là con thùng dài này, K3000, đời 2010, thùng dài 235 triệu. Đấy. M20C này, 235 triệu, 2012, 14 là 355 triệu K165, mới về. Biển 24 này, đời 15, 300 triệu, 2 tấn 4. Đấy. Em thùng dài 203 này. Có bác hỏi con 203 này. 4m1 này, 4m2 này, 4m3 này. Em này là 203, thùng dài 4m2. Em này là 145 triệu. À nhầm, 155 triệu quên mất, 155 triệu. Thùng dài mua cao hơn. Em biển 35 này K165. Tải 2 tấn 4 cũng là 300 triệu. Em màu vàng này 216 là 325 triệu. Em đời 2017, biển 24 này 355 triệu. Biển 24C11062 này là K165, tải 1 tấn 65 là 280 triệu. Biển 36 này 208 là 180 triệu. Đây là em K3022 là 235 triệu. Đấy, em K3209 này là 205 triệu. Đấy, em 37C này hôm qua đặt tiền rồi. Em 206K2007 này là 135 triệu. Đấy. Em Vạn Dặm Bình An thùng kín này là đời 2010, 215 triệu. Em 28C này là 2013, đời 2013, 240 triệu. Màu trắng. Tài chính 230. Có thể đây, tại 230 lấy con thùng dài 4m1, 4m2, 4m2 ở cửa là đời 2010 là 235 triệu. Em gửi ảnh chi tiết cho anh. 14C này 1 tấn 65 là 280 triệu. Anh em thông cảm mình chút là trời nó nắng. Cho nên mình vừa rồi cũng quay flycam các thứ rồi, bây giờ mình báo giá nhanh. Đấy, anh em nào mà chưa rõ thông tin về con nào thì cứ alo trực tiếp mình tư vấn cho, hoặc là mình alo lại cho. 500B này đời 2016 này. Đấy. 500B đời 2016 này. Rất là nhiều. Giá dao động chỉ từ 275 triệu trở lên thôi. Đấy. 500B thùng kín này. Đấy. Thùng kín này cũng 500B này. Đấy. Vạn Dặm Tìm Em thùng thùng bạt này 2015 này. Đấy. Tài chính tầm 315 lấy K165 thoải mái, lấy được 216. 215 xe đẹp, 216 xe vừa vừa. Đấy, Ford này. Đây em Ford, rất là nhiều kỷ niệm với anh em mình này. Ford 700B này, 550 này. Đấy, 700B. 700B biển 29 này. 216 này, em này 405 này. Em 15C này 215 này. Đấy. Em B190 này. Con này là 7 đang bán là 725 triệu này. Đây, em khủng long này. Đây, tài chính 301 thì lấy em biển 24 này. 24C mới về luôn. Chất như lúc cất luôn. Con này đi 7 vạn luôn. Đấy. Em biển 89K3000.
thùng dài, đào 93.000 thùng dài em này đầy. Hôm qua em vừa mới lấy. Con này đời 2000. Con thùng dài này đời nào nhỉ Trọng nhỉ? Hôm nay để em báo giá con này sau vậy. Rất là nhiều thùng dài mới về, 41, 42 em cứ inbox mình tư vấn cho. Em biển 14C này, thùng kín 700C. Em 36 này là 450A. Đấy. 20C này, 500B đời 2017. 335 triệu. Con này 26. Mua đây không phải lo đâu. Không cần. Anh mua đây thì khỏi phải lo rồi. 100 con này chứ không phải một em chính một em bán với cả. Đúng rồi. Cảm ơn anh em. Cái đó là những mẫu xe này hôm nay muốn tư vấn chia sẻ với anh em. Chúc anh em là luôn vạn dặm bình an và một bữa trưa vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong clip tiếp theo của Đạt Xe Tải vào ngày mai. Đang cần tư vấn chi tiết về em nào hãy cứ bình luận và mình sẽ inbox trực tiếp và trao đổi trực tiếp Zalo, Facebook, điện thoại cho anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều.